Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Hoàng Thanh Bình, học sinh lớp 6A3, trường Trung học cơ sở Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Các bạn biết không, trước đây tôi đã từng là một người thiếu hiểu biết, lười đọc sách và chỉ thích làm bạn với điện thoại. Thành ra tôi ít giao lưu và tiếp xúc với xã hội. Nhưng rồi đến một ngày, chị bạn của mẹ tôi có đến chơi và tặng tôi một cuốn sách với tiêu đề Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu. Và cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu đã kích thích sự tò mò của tôi. Tại sao tuổi trẻ lại đáng giá bao nhiêu? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi quyết định đọc hết cuốn sách. Tôi ngồi lật từng trang một, rồi tôi như vỡ òa khi thấm được ý nghĩa mà nó mang lại. Đây là lần đầu tiên tôi cầm trên tay một cuốn sách và cảm thấy thích thú về nó. Điều mà trước đây tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi muốn các bạn cũng sẽ thay đổi như tôi. Nên nhân ngày hội Đại sứ Văn hóa đọc hôm nay, tôi xin chia sẻ tới các bạn cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu. Nào, hãy cùng tôi tìm hiểu về nội dung của cuốn sách này nhé! Cuốn sách được viết bởi tác giả Rosie Nguyễn, xuất bản vào năm 2016. Rosie Nguyễn, tên thật là Nguyễn Hoàng Nguyên. Chị sinh năm 1987 tại tỉnh Bình Định. Chị được biết đến là một tác giả sách, blogger, facebooker nổi tiếng về văn hóa du lịch, giảng viên lớp học kỹ năng và là huấn luyện viên yoga. Cuốn sách là những câu chuyện, những trải nghiệm của chị qua hành trình cuộc sống được rút ra từ gần 10 năm tuổi trẻ. Chị muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ Việt Nam rằng những năm tháng tuổi trẻ vô cùng quý giá và đừng để nó trôi đi một cách vô nghĩa. Cuốn sách gồm có 5 phần, mỗi phần là một câu chuyện định hướng bản thân thông qua những sự lựa chọn học, làm, đi. Từ đó lan tỏa thông điệp tự khám phá chính bản thân mỗi người theo hướng tích cực nhất. Đến với phần 1 của cuốn sách với chủ đề Tôi đã học như thế nào? Học là một quá trình tiếp thu kiến thức quan trọng của con người. Nhưng thế nào mới gọi là học một cách đúng và bổ ích? Tác giả thuật lại câu chuyện tuổi trẻ của mình. Từ đó tập trung đưa ra những phương pháp học tập tốt nhất dành cho những bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường. Phần 2 của cuốn sách với chủ đề Học đi đôi với hành. Phải, chỉ học thôi thì chưa đủ. Khi những kiến thức chúng ta được tiếp thu nhưng chẳng thể vận dụng thì nó liền trở nên vô ích. Mà chúng ta lại trở thành những kẻ rảnh rỗi, uổng phí thời gian. Nếu như ở phần 1, tác giả đưa ra những lời khuyên về cách học và làm sao để việc học không trở nên vô nghĩa, thì ở phần 2, Rosie lại đưa ra các cách để khiến cho việc học của bạn trở nên có giá trị hơn. Phần 3 được khắc lên tiêu đề, đi là một cách tự học. Học với những kiến thức, lý thuyết khô khan chưa bao giờ là đủ. Các bạn trẻ cũng nên tự khám phá bản thân, bằng cách hãy đi du lịch để trải nghiệm và học hỏi thêm những điều mới mẻ mà chỉ có cuộc sống mới mang lại được. Chủ đề của phần 4 cuốn sách là lấp lánh trước khi tỏa sáng. Bạn có ước mơ không? Bạn có hy vọng không? Ai mà chẳng có ước mơ đúng không? Bạn cũng vậy, tôi cũng thế. Thế bạn có biết
những người nhiều hoài bão và ước mơ được nhìn nhận như thế nào không? Là lấp lánh. Cho dù bạn không thể thực hiện hay đã thất bại, nhưng bạn vẫn luôn lấp lánh theo cách của riêng mình. Dám ước mơ là lấp lánh, thành công chính là tỏa sáng. Tuổi trẻ của bạn đã từng lấp lánh hay từng tỏa sáng chưa? Phần 5 cũng là phần cuối cùng của cuốn sách với chủ đề quà tặng kèm. Phần cuối này bao gồm những lời khuyên hữu ích và chân thành của tác giả muốn dành cho độc giả của mình, giúp các bạn có thể giải quyết được những vấn đề và khủng hoảng mà một số bạn trẻ vẫn thường hay gặp phải. Thay vì tránh né và sợ hãi, chúng ta hãy dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Đơn giản vì đó là tuổi trẻ và đừng lãng phí nó. Trên đây là cảm nhận của tôi về những nội dung sâu sắc của cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu. Tôi rất cảm ơn tác giả Rosie Nguyễn đã khơi dậy nguồn đam mê đọc sách trong tôi. Còn các bạn có thấy bản thân mình nhận thức và thay đổi được điều gì không? Có thấy rằng niềm đam mê đọc sách và những chuyến trải nghiệm thực tế để làm thay đổi cho việc đắm chìm vào điện tử là hữu ích hay không? Tôi hy vọng rằng các bạn rồi cũng sẽ thay đổi như tôi để hướng tới lối sống tích cực, có ý thức xây dựng môi trường sống, văn hóa lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Và tôi luôn ôm ấp khát vọng thành công để góp phần nhỏ bé công sức của mình cống hiến và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh. Các bạn thân mến, ngày nay, cả nhân loại đang trên đường hướng tới một xã hội học tập. Vì vậy, sách trở thành một phương tiện quan trọng để con người đến với tri thức. Chính vì sách ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống nhân loại, nên chúng ta cần xây dựng kế hoạch hoạt động và phát triển văn hóa học để thúc đẩy quá trình học tập, nghiên cứu và khám phá tri thức. Để làm được điều này, tôi xin nêu ra một số công việc gia đình và nhà trường nên thực hiện như sau. 1. Tủ sách gia đình. Như ta đã biết, gia đình là cái nôi đầu tiên nâng đỡ ta. Vì vậy, để mỗi một bạn học sinh có niềm đam mê đọc sách, thì ngay từ bé, bố mẹ phải là người tạo ra thói quen đọc sách mỗi ngày cho con. Hãy mua những câu chuyện cổ tích để kể cho con nghe. Hãy cấp một tủ sách gia đình để các con có thể đọc sách ngay chính trong ngôi nhà của mình. 2. Tủ sách lớp học. Sau gia đình thì lớp học là nơi mà các con sẽ dành thời gian nhiều nhất. Chính vì vậy, trong mỗi lớp học nên có một tủ sách nhỏ. Các bạn trong lớp có thể quyên góp sách, truyện để trao đổi hay kể cho nhau nghe những câu chuyện bổ ích từ tủ sách đó. 3. Thư viện. Sau lớp học thì các bạn nên tìm đến thư viện, bởi vì thư viện trường là nơi tập trung đầy đủ mọi loại sách mà các bạn cần tìm đọc. Nhưng nhà trường nên xây dựng thư viện theo cách hiện đại hơn, còn gọi là thư viện mở, để thu hút sự chú ý của các bạn học sinh. Thư viện cần có không gian xanh, có góc ngồi riêng, có sân khấu để các bạn có thể giao lưu và biểu diễn. Nguồn sách của thư viện cần phải đa dạng và phong phú để việc tìm kiếm sách đọc không còn là vấn đề đối với học sinh. 4. Các hoạt động khác. Mở các hội chợ bán sách giá rẻ đối với lứa tuổi học sinh. Lập các group chat, các thành viên yêu đọc sách, từ đó lan tỏa đến cộng đồng. Kêu gọi quỹ sách từ thiện, mỗi một bạn quyên góp một cuốn sách và gửi đi đến những vùng miền khó khăn. Tổ chức ngày hội đọc sách trong nhà trường. Tổ chức các cuộc thi như tìm hiểu về văn hóa hay tác phẩm, vân vân.
tôi hy vọng rằng những điều tôi nêu trên thì sẽ trau dồi thói quen đọc sách cho các bạn học sinh, từ đó lan tỏa được tình yêu đọc sách tới tất cả mọi người. Các bạn cũng nên biết nâng niu và quý trọng việc đọc sách, vì sách cũng góp phần quan trọng để giúp ta nên người và thành công trong cuộc sống. Và bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!